Hôm nay mình vừa đến Zudental và nhận cái khay niềm răng Invisalign này các bạn ạ. Đây nó như thế này. Thì trước đây mình có một hàm răng rất là khớp khểnh, không đều. Nó rất là bất tiện khi mình đi ra ngoài mà giao tiếp với mọi người ấy, mình cảm thấy rất là tự ti, mình không dám cười tươi, đặc biệt là khi chụp ảnh. Rồi vì mình bị lệch khớp cắn nên là khi nhai nó cũng rất là bất tiện. Thì mình cũng băn khoăn mãi, mình rất là ao ước muốn có một hàm răng đẹp. Thì sau đó mình đã lên mạng tìm hiểu, mình được biết là về niềng răng thì mọi người hay niềng răng với mắc cài, nhưng mà mình rất sợ đau các bạn ạ. Niềng răng mắc cài thì sẽ bị cái mắc cài nó đâm vào lợi và khi ăn cũng rất là khó vệ sinh, cần phải có bàn chải chuyên dụng. Nhưng mà thật là may mắn mình đã biết đến phương pháp niềng răng Invisalign, hay còn gọi là niềng răng trong suốt. Đây các bạn ạ, đây là cái hộp đựng niềng răng Invisalign trong suốt. Thì bây giờ mình sẽ thử mở ra xem bên trong nó có cái gì các bạn nhé. Thích cái túi màu đen với cả biểu tượng của Invisalign ở đây. Chúng ta cùng mở ra xem. Đầu tiên là một cuốn hướng dẫn các bạn đeo niềng răng Invisalign. Có rất nhiều thứ tiếng ạ, có cả tiếng Việt các bạn ạ. Wow, đây là một cái hộp màu đen ạ, thiết kế rất cực kỳ sang trọng đúng không? Màu đen và có biểu tượng của Invisalign ở giữa. Giờ mình sẽ mở ra nhá, hộp rất là nhẹ, cầm chắc tay. Đây ạ, trông rất là đẹp đúng không các bạn? Mà vừa thiết kế đơn giản nhưng mà nhìn rất sang trọng. Bây giờ mình sẽ... Cái hộp này chắc là hộp đựng khay răng nhỉ? Đây là hộp đựng khay niềng răng các bạn ạ. Bên trong có hai khay, là khay hàm trên và khay hàm dưới, hoàn toàn là màu trắng trong suốt. Mình nghĩ là trong quá trình niềng răng mình mà đeo khay này sẽ cảm thấy rất là tự tin khi chụp ảnh và giao tiếp với mọi người, bởi vì sẽ không ai nhìn ra được là mình đang niềng răng đâu. Niềng răng Invisalign thì mất phải đến khoảng gần 2 năm, nhưng mà để đẹp mà bỏ một chút công sức cũng đâu có sao, đúng không các bạn? Hiện tại mình đang theo khám ở nha khoa Zudental các bạn ạ. Bác sĩ ở đây thì tay nghề mình cảm thấy rất là yên tâm, cũng như các anh chị tư vấn viên ở đây ấy, cũng chăm sóc và tư vấn mình rất tận tình. Kể cả khi mình về nhà ấy, thì vẫn luôn có các anh chị thường xuyên gọi điện, dặn dò các lưu ý trong quá trình niềng răng để đảm bảo hiệu quả việc niềng răng đạt được tốt nhất. Với các bạn mà đang có định niềng răng ấy, thì mình khuyên các bạn nên niềng răng sớm để đẹp sớm và có thể tham khảo đến nhà khoa Zudental. Chúc tất cả mọi người sẽ sau này sẽ đều có một nụ cười tươi và một hàm răng thật đẹp.